cho các bạn kênh xe phong cách 24 giờ. Chi tiết xe tay ga thể thao Yamaha Navis tháng 12 xe về Việt Nam. Vừa qua trong khuôn khổ giải đua MotoGP tại Malaysia, Yamaha đã tổ chức sự kiện ra mắt xe tay ga thể thao Yamaha Navis hoàn toàn mới. Sự có mặt của tay đua nổi tiếng Vinorossi, mẫu xe này còn tên gọi khác là Enroad tại một số khu vực. Theo nhà sản xuất, Yamaha Navis sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam và Thái Lan vào tháng 12 tới đây. Giá bán chưa được công bố. Đèn pha chi tiết xe lấy cảm hứng từ đầu Moto EZF R3, chiếu sáng bóng LED. Xe dùng cụm đồng hồ Full LCD kích thước 5.8 inch, hiển thị rất nhiều thông tin, nhưng quan trọng là dễ nhìn và mang lại vẻ đẹp hiện đại. Hốc ghế đầu phía trước nằm lệch về phía tay lái phải. Yamaha Navis dùng chìa khóa thông minh, có chức năng khởi động xe không cần chìa và mở cốp. Ngoài ra, các kỹ sư còn tích hợp nút ngắn động cơ tạm thời ở phía tay lái phải. Theo nhà sản xuất, Yamaha Navis có chỉ số khí đồng học tốt nhất ở dòng xe tay ga phổ thông của hãng. Xe có kích thước vượt trội hơn Honda Airblade với chiều dài, chiều rộng, chiều cao bao gồm 1990 x 700 x 1125 mm, khoảng sáng dầm 140, chiều cao yên xe 790 mm. Như vậy, Yamaha Navis không có còn cạnh tranh với đối thủ cũ Honda Airblade mà sẽ tạo ra một phân khúc mới tại thị trường Việt Nam. Xe có phong cách thể thao, tách biệt người điều khiển và người ngồi sau. Cốp chứa đồ dung tích 25 lít, nhờ vào việc bố trí bình xăng ở chỗ để chân. Yamaha Navis thể hiện dáng vẻ thể thao trên mỗi góc nhìn, nhờ vào những đường cắt xẻ mạnh mẽ. Mâm xe kích thước 14 inch trên cả hai bánh, lớp sau kích thước 140, phanh MS tích hợp cho bánh trước, trong khi đó bánh sau là dạng monolith tăng trống. Đàn hậu LED tách rời với đèn xi nhan. Navis trang bị động cơ Bruton Standard 155cc, cam đơn SOC, công nghệ van biến thiên chủ động van VVA làm mát và chất lỏng, cho công suất 14,8 lực tại vùng tua 8.000 vòng phút, mô men sắc đại 14,4 Nm tại 6.000 vòng phút, hộp số vô cấp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hẹn lại clip tiếp, nhớ like hoặc share nhé, subscribe.